Xin chào tất cả các mẹ, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Hãy để Kids Plaza giúp bạn với những trẻ từ 1 tháng tuổi trở lên. Bên cạnh sữa mẹ và sữa bột thì trà là một loại thức uống giúp bổ sung thêm nước cũng như là bổ sung thêm các chất khoáng, chất dinh dưỡng cho bé phát triển một cách toàn diện nhất. Hôm nay Kids Plaza sẽ giới thiệu tới các mẹ dòng sản phẩm trà Meiji. Đây là một trong những sản phẩm tới từ thương hiệu Meiji uy tín nổi tiếng của Nhật được nhiều mẹ tin dùng hiện nay. Các mẹ có thể thấy trên tay tôi đây là một hộp trà Meiji được sản xuất từ nguyên liệu là lúa mạch ạ, hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên nên mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này cho con yêu của mình. Với nguyên liệu là lúa mạch nên sẽ giúp bé có được một hệ tiêu hóa tốt nhất, cũng như là khi uống sản phẩm trà này bé sẽ không bị táo bón, mẹ sẽ có cảm giác dễ chịu hơn. Mẹ có thể lựa chọn thêm hương vị trà xanh cho con yêu của mình. Sản phẩm được sản xuất hoàn toàn với lá trà xanh tự nhiên, có tác dụng làm mát ruột bé cũng như là với tinh chất trà xanh sẽ kích thích hệ tiêu hóa, đồng thời giúp ngăn chặn tình trạng đưa lưỡi ở trẻ sơ sinh. Với mỗi hộp trà xanh như thế này sẽ được đóng gói gồm 10 gói nhỏ. Để có một ly trà thơm ngon và bổ dưỡng, mẹ chỉ cần pha một gói nhỏ với 100ml nước ấm để nguội là bé đã yêu nhà bạn đã có một ly trà thơm ngon ạ. Các mẹ lưu ý là nên cho bé uống sau khi tắm hoặc là sau khi đi bộ. Đây là những lúc bé cảm thấy khô cổ, vì vậy cần bổ sung thêm một lượng nước cần thiết dành cho con. Hy vọng với sản phẩm này sẽ là một loại nước uống cần thiết cũng như là một loại nước giải khát thích thú dành cho bé yêu nhà bạn. Hiện sản phẩm đang được bày bán rộng rãi trên tất cả các cửa hàng ngoài hệ thống Kids Plaza. Mẹ có thể truy cập vào